khi chụp hình cưới, nhiều cặp đôi sẽ rủ thêm bạn bè, người thân để làm tăng sự đa dạng cho từng bức ảnh, đồng thời cùng những người thân thiết chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc, ý nghĩa. Thế nhưng cặp đôi dưới đây lại mang tới sự khác biệt hơn rất nhiều khi quyết định cùng làm tất cả những việc trên với hai chú mèo. Bộ ảnh độc đáo của họ nhanh chóng thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bài đăng đã thu hút gần 20.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ của mọi người. Vốn dĩ là tâm điểm chính của bộ ảnh cưới nhưng cặp đôi đã chính thức bị những khách mời của mình làm lu mờ. Trong khi đôi bạn trẻ nhìn nhau âu yếm, hạnh phúc thì biểu cảm của hai chú mèo lại trái ngược hẳn. Cả hai chú đều tỏ ra lạnh lùng, ánh mắt có vẻ như không quan tâm đến việc chủ nhân đang chụp hình cưới. Nhìn biểu cảm của kẻ thứ ba đi, chúng dường như chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra xung quanh đâu. Được biết, chủ nhân của bộ ảnh trên là cặp đôi Vũ Dương Bảo Châu 21 tuổi và Nguyễn Thành Quỳnh Thăng 27 tuổi. Cả hai đều rất bất ngờ khi những bức hình của mình lại thu hút nhiều lượt tương tác đến như vậy. Được biết, hai chú mèo chụp cùng đôi bạn bạn tên là Bơ màu vàng và U màu trắng. Khi được hỏi về lý do tại sao lại để hai chú mèo chụp ảnh cưới cùng, đôi bạn chia sẻ rằng Bơ và U đều là hai người bạn thân thiết, giúp họ gắn bó và hàn gắn trong suốt 4 năm yêu xa. Lúc mới xuống Hà Nội học, người yêu tặng mình một bé mèo mình đặt tên là U để làm bạn với mình cho đỡ buồn. Ban đầu cứ nghĩ là cái nhưng nuôi được 8 tháng thì mới biết là được. Đến năm 2017, người yêu mình đi làm và phát hiện có một bé mèo bị nhốt trong củi sắt. Hóa ra bé bị chủ cũ bỏ lại trong phòng trọ, anh liền bế về nuôi. Mình đặt tên là Bơ. Do bị bỏ đói lâu ngày, cộng thêm không được chăm sóc cẩn thận, Bơ bị rối loạn đường tiêu hóa, sức khỏe xấu và tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. Phải mất một thời gian dài, mình mới thuần phục được bạn ấy. Tuy rất tốn kém về kinh tế cũng như tinh thần nhưng mình vẫn không từ bỏ. Dần dần sức khỏe của Bơ cũng ổn định hơn và tốt lên rất nhiều. Cũng nhờ có hai bé mèo, tình cảm của bọn mình cũng được hàn gắn. Mình sinh sống và học tập tại Hà Nội, còn chồng mình lại công tác ở Thái Nguyên, nên hai đứa có rất thời gian để gặp nhau. Trong 4 năm yêu xa đó, nếu không có Bơ và U, có lẽ hai vợ chồng mình sẽ không thể về chung một nhà như ngày hôm nay. Cặp đôi tâm sự. Hai chú mèo chính là sợi dây kết nối cặp đôi này trong suốt thời gian yêu xa. Hai vị khách mời gây sốt trong bộ ảnh cưới.